Vâng, xin chào tất cả quý hàng quay trở lại với xưởng chống ngưỡng cao cấp chúng tôi. Và ngày hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2020. Thì xưởng bên em cũng đang vừa mới dựng mộc xong là một bộ chiếu ngựa gỗ hương vân xám của Nam Phi. Thì cái bộ sản phẩm này của bên em làm theo đơn đặt hàng của anh Thu ở Phú Xuyên, Hà Nội. Thì anh đặt bên em là kích thước yêu cầu là chiều dài là 2m05 và chiều rộng là 1m90 và độ dày là 20 phân. Và em để cho anh với cái giá là hoàn thiện đầy đủ và trở lên tận nhà cho anh là 9 triệu đồng. Đó, bởi vì hàng đặt nên là giá nó sẽ nhỉnh một chút. Đấy. Rất là đẹp. Và anh yêu cầu là hàng bên đấy, hàng là không có rác. Đấy, không rác. Không lõi. Đấy. Rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Và các bác là muốn mua thì có thể và muốn đặt những cái kích thước yêu cầu. Ví dụ là bác nào muốn đặt là 1m6, 2m hay là 1m8, 2m2 thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0964 555 692. Và bên em nhận đặt tất cả các kích thước như tất cả các kích thước yêu cầu. Ví dụ là phù hợp với không gian nhà các bác thì bác nào đặt thì bên em sẽ làm. Đấy. Và anh Thu ở bên Phú Xuyên anh cũng đã đặt cọc bên em khoảng đặt cọc bên em là 1 triệu rồi. Thì bên em cũng đã dựng mộc xong và anh có thể nhìn thấy được cái bộ sản phẩm này, có thể là điện lại cũng xem có ưng ý hay không. Đó, rất là đẹp. Và tiếp theo thì em sẽ quay luôn về mặt dưới cho các bác xem luôn này. Đấy, xem cái bộ của anh Thu ở Phú Xuyên này có đẹp không. Đây, thì hiện tại là bên em là kê và để là thêm hai cái xe này để có thể là chống các thứ và kê lên. Đấy, rất là đẹp. Và một điều nhỏ ở đây thì anh yêu cầu chân của anh Thu yêu cầu là chân tròn. Đấy, chân tròn, chân cao 47. Đấy, chân cao 47 cơ. Và tổng chiều cao tất cả mọi thứ thì là tổng chiều cao từ mặt đất lên mặt phản là 67 phân. Đấy, thì anh đặt bên em là như vậy. Đó. Đấy, rất là đẹp. Người em lại xem. Rất là tuyệt vời. Đây. Và tiếp theo thì là em xin được giới thiệu luôn là tại sao là có giá nó 9 triệu. Thì cái hàng sản phẩm này của em thì nó là hàng đóng hộp. Đấy. Hàng này là hàng đóng hộp. Và ván mặt của nó là 3 phân rưỡi. Đấy, 3 phân rưỡi. Ở trên dưới đều 3 phân rưỡi. Và mình đóng thành hộp. Ở bên trong là có khung xương chạy dọc. Đấy. À, khung xương chạy dọc. Bác là muốn xem hình ảnh khung xương thì có thể kết bạn Zalo với em. Đấy, qua số điện thoại màu vàng ở bên trên này. Đó. Đấy, thì em giải thích luôn chứ không có lu mờ, không còn lằng nhằng. Đấy, nói rõ luôn một lần. Đấy, là hàng này là hàng hộp, mua về kê thêm một chiếc giường thôi thì giá trị nó không cao, nhưng mà ở nằm thì tùy vào kinh tế mỗi nhà, mỗi hoa mỗi nhà, mỗi nhà mỗi người mỗi cảnh. Đấy, thì người ta ít tiền thì người ta phù hợp, người ta mua cái bộ sản phẩm hộp như thế này. Đó, đấy, hàng hộp mà chất lượng cao thì bên em có bảo hành là 10 năm cho những cái bộ sản phẩm như thế này. Và gỗ bên em thì cũng đã tẩm sấy kỹ rồi. Đấy. Và gỗ hương vân xám này thì để lâu trong nhà nó có mùi rất là thơm. Đấy, các bác lưu ý. Đấy. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đấy, vân thì bên em lựa chọn cho anh thì tất cả đều là những cái vân thì nó là vân núi. Đấy, chủ yếu là vân núi. Đấy, những cái tấm 3 phân rưỡi này thì thường là bên em chọn ở gốc. Đấy, thì nó rất là đẹp. Đấy, chọn ở gốc thì vân nó sẽ đẹp, vân núi đẹp. Và chất lượng nó sẽ rất là cao và độ bền cao. Đó. Đấy, rất là đẹp. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các vị khách hàng. Và chúc tất cả các vị khách hàng là dồi dào sức khỏe này và vạn sự như ý. Đấy, bác nào muốn mua hương vân xám thì có thể liên hệ với em. Đặt mọi kích thước bên em đều có. Dài nhất thì là 2m6 và hẹp nhất thì có tùy kích thước, tùy các bác yêu cầu. Đấy, chứ không phải là hẹp hơn là nó sẽ xẻ hơn đâu. Đấy. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.